ba tìm rồi. Ta nói xa nhau một chút là ta nói nhớ nhau nhiều. Xa không được đó mà. Nói là cho ông một quận một hà. Thấy không? Nó có nhiều không đâu. Đó, thấy không? Mới vừa xa một chút là nhớ hơi nhau rồi đó. Vậy mà nói là đưa chồng đi làm xa mà làm chim chịu nổi trời. Xong. Chị là cũng phải ghen nó, nói thiệt luôn. Bởi vì chị giỏi giang với hai nữa, tướng hình ông nào cũng thèm hết trơn á mấy cậu ơi. Thành ra anh phải ghen. Đúng rồi. Anh biết ăn mới nói làm gì, anh không biết ghen đúng không? Yeah. Anh phải ghen. À, anh Tuấn ơi, cho em hỏi những cái lúc mà anh đi một ngày mà anh đi giật dây chai trong trong đầu anh, tâm trí anh nghĩ có nghĩ về vợ mình không anh Tuấn? Hoàng Linh miền Tây kết nối trái tim Việt. Rồi kính chào quý bà con cô chú anh chị mình ha. Hiện tại giờ cũng chưa hơi nắng rồi, thì hôm nay thì Linh sẽ cập nhật những cái công việc thường ngày của anh Tuấn với chị Hà cho cô chú anh chị mình xem, tại lâu quá thì Linh không có quay trở lại để cập nhật cho cô chú anh chị đó. Thì cô chú anh chị cũng có yêu cầu Linh, thì bây giờ là chị Hà đang cắt rau muống đây. Nắng không chị? Nắng mà cũng không có nắng gì đâu. Rồi bữa nay đến đây thì cũng có mấy anh em đến cập nhật cái tình hình cuộc sống của anh Tuấn với chị Hà nữa quý bà con. Ông thì chia đi qua bên bệnh đang đi lấy trái dừa. Đúng rồi, ông bên kia. Ông thì đi qua lấy dừa thì đây chị Hà thì cắt rau muống. Còn anh Tuấn thì ở bên kia là lụm dừa khô. Dừa khô là sáng Linh có quay rồi đó. Gạo tắm đó mình vô mình nấu. Nấu rồi cho nó nhừ rồi mình mới cho ra. Cái đây là mình phải về mình nấu nó phải bầm bầm ra. Mà mình này nấu mua hay là sao? Sao? Cái này ông mua hả? Cái này mà anh Hai này anh cho. À cho. Vậy là chị Hai lại đây cắt hả? Chị cắt bữa nay nó hai lần bởi vì không có hay. Hôm trước anh khác bỏ hết trơn đó. Cám chừa lên khúng này nè, chị thấy gì chị Vinh. Còn hôm rồi chị cắt cái dưới đình nữa chứ đó. Mỗi đình nó đặn chút vô trong cái nhà quần nhà mồ á. Rồi là xuống đó ngày nước nha, rồi gói đặn. Rồi đá ra muống nhiều lắm luôn, chị cắt cái đó tính ra lâu nữa mấy tháng trời đó. Còn đây thì mới cắt qua bữa nay rồi. Sao bữa nay nhắm chiến hết cái đám rau muống này đem về luôn không? Không cắt hết đâu, để dành. Cắt bao này chỉ nấu hai nồi. Rồi hết thế lại cắt nữa, anh cũng cho, anh cắt ra chừng nào, anh cắt đi rồi hết đây cắt nữa. Dạ. Hôm nay một lần là mình cắt đủ ăn thôi á. Sao? Cắt đủ ăn thôi, cho ăn thôi rồi để cái này nó nứt lên nữa chứ, đúng không? Đúng rồi, cũng như là mà mình cho đủ ăn hà chứ để lâu nó cũng hư nữa cậu. Nội trong 2 ngày hả? 2 ngày là tiêu thụ hết một bao không chị? Hết 2 ngày hết chân bao này nặng, bao này là nó chị phân ra nấu 2 nồi hả? Còn sau này á là cái bàn heo của chị nhỏ bây giờ biết không? Tới chừng nữa nó thức ăn á là chị cắt một lần là tới chừng 3 bao này mới đủ. Nó mới đủ ăn rồi, bởi vì chị nấu đầy nhóc cái nồi đó luôn, sợ hai nồi cũng mới đủ ăn, bởi vì chị cho ăn cho thức ăn hết à. Còn rồi chị bán có giá người ta, ăn thức ăn á thì ta mua có 48 à, 100 kg, thì không cho ăn thức ăn ta mua tới 5.2 lận, mà nó đỡ ra nó không có tốn tiền. 5.2 là tính sao chị? 5.2 là tính kiểu gì, tính bao nhiêu ký hả? 100 kg là 5.2 á. Là một con. Một con là 5.2 đó. Bây giờ nó mới đẻ con mấy tháng rồi, nuôi tới mấy trăm ký rồi hả? 100 kg nuôi hơi lâu à. Tới tháng giêng là được trăm rồi, là trong bụng mẹ chung ra là tới mình bán là 5 tháng. Cũng như mình chung mẹ chung ra là mà tháng rưỡi là gã bày. Tức là 5 tháng. 3 tháng rưỡi nữa. 5 tháng bán được ví dụ như 100 kg thì 5 triệu. Rồi con được 5 triệu đó. Mà mình nhờ mình cái công đồng lời với cậu. Như là bán thì sắp tích lũy vô. Con có dung tôm mấy được mấy công vậy ha? Chục công tầm nhỏ. Chục công tầm nhỏ hả? Vâng. Thì quá tuyệt vời rồi. Nó ngay đi 40 công mà chia ra làm ba. Ba hai thằng con 2 dây rồi còn chuyện dây đó. Mười mấy công mà thôi, bây giờ mình tính chục công thôi, tầm nhỏ thôi. Nhưng mà mùa này vô con nước thả chưa? Chị thả là rồi 3 tháng là chị bắt đó. Chị nuôi chúng lắm. Nuôi chúng lắm ha. Được rồi, là cho mấy công cậu, nhận cái bàn Nhật, tay Nhật, Nhật Linh đó là Nhật, cậu Nhật Nam nó là cho đó là cô cù gì đó, bà lớn lớn nào không có cô nhỏ đâu, chị nuôi hồi đó vợ gì đó.
Vậy cái bàn tay của chị là người ta nói rất là ok đúng không? Mát tay. Nuôi con nào? Đạt con đấy. Trời nuôi anh Tấn lên ký. Heo, heo có... Đúng rồi. Heo có 17 con, cái bên đó cá tôm có 17 con ký là cậu không phải mình hơn chị biết đâu. Hết trơn kinh điều bô chồng mà cậu mà hỏi trời có y gì là y gan luôn. Nuôi anh Tấn mấy gà là lên đâu 5kg, 4kg gì đó. Nuôi là phải lên đúng không? Chị nuôi heo gì mà nó rất là uống. Hai con chó được rồi nó pháo quá, chị mới bán nó uống đù à. Mới nuôi có mấy tháng mặn con là chục ký chân đó. Dạ. Yeah. Ờ, hèn chi bữa nay hôm qua không thấy hàng chó. Rồi nó pháo quá, nó cắn vàng ta. Thôi bây giờ chị Hà đây cắt đi ha. Qua anh Tấn đi. Để qua xem cây anh Tấn làm dừa sao. Anh Tấn mà thấy gì mà bởi nó còn. Không, con quay bên kia, không quay chú đâu, yên tâm. Dạ. Con quay con bôm ra, con bôm không chính chú. Dạ. Có vợ luôn á, con quay chú là có vợ luôn á, đừng có vợ. Dạ, anh Tấn đang vác dừa ra nè, coi chú anh chị. Anh Tấn vác dừa qua nha, coi chú, anh chị, như quý vị khán giả. Đó. Ôi. Còn cỡ mấy xe nữa anh Tấn? Còn xe này, xe nữa. Hai xe. Ừ. Tính ra là anh Tấn là ảnh thích nghi nha quý vị. Nói chung nhạc nào cũng nhảy, chỗ nào cũng làm. Ai chứ đâu đơn giản đâu quý vị. Lúc mà ở nhà hoang đó thì gọi là đi nhặt vị chay. Về ở với chị Hà là anh bắt đầu là sẽ nuôi heo. Bên cạnh đó ngày hôm nay thì ảnh đi lụm dừa, băm dừa ra rồi coi như để mà phơi khô để mà chụm nấu cháo cho heo. Quý vị nghe thấy không? Và nói là ok, nhạc nào cũng nhảy được hết. Đúng không anh Tấn ha? Đó, cho nên người đàn ông của mình phải gọi là mạnh mẽ. Ở đâu cũng phải làm, phải ăn hết mà. Ở đâu cũng làm ăn ha. Chở hết mấy chuyến nữa là chắc để đầy cái hàng ba hàng trước luôn rồi. Đó, bây giờ mình sẽ đồng hành cùng với anh em, cùng với anh Tấn để đi ra ở ngoài vườn của một người ông chú rất là tốt bụng luôn. Ông chú ông cho là dừa khô với dừa đại khái là dừa mà lên mầm rồi đem về trồng luôn, cho hết luôn. Rồi bên cạnh đó thì cho luôn, cắt luôn rau muống luôn đó. Tao phải nói là cho chị Hà với anh Tuấn là rất là ok đó, công ăn việc làm ổn định đó, phải cỡ đó luôn là quý vị biết rồi. Quan trọng là từ người mình có cái tình thương bao ra rộng lớn quý vị. Đây là sáng anh em cũng có chia sẻ một xíu ha. Giờ tiếp tục anh em cũng chia sẻ khúc nữa. Đây là đóng mới. À, hồi sáng cái đóng này có dừa mỏng nhóc hết trơn, sáng đem về hết hả? Chiến một. Chiến hả? Nếu mà đang cố gắng chiến nữa hết rồi. Ok luôn. Rồi, ở đây toàn là cây dừa không à. Ở dưới cái ao kia chắc nuôi gì, nuôi ốc quá ha. Cá. Cá hả? Có rìu, có bèo. À, có bèo mình nghĩ tới tưởng là ốc chứ. Dạ. Rồi anh Tuấn. Là ngày mai là mình xong công chuyện này, là ngày mai mình đi tới công chuyện khác anh Tuấn. Ngày mai tiếp tục lụm cây chai tiếp. Ngày mai dự định đi tỉnh nào? Hôm qua sắp đi tới Cà Mau rồi. Cũng chưa biết chừng nào lên xe mới nhắm hướng được. Lên xe là mình định hướng không? Mình bấm quẻ, mình có trước khi đi mình có bấm quẻ không anh? Có bấm quẻ cái chỗ nào có cái chỗ nào không chứ hả? Chứ mình tính hướng mình đi chứ. Ví dụ không, bữa nay nói chung bữa nay mình đi chỗ này, xa chứ. Bữa nay mình đi chỗ này thì mai phải đi chỗ khác chứ. Dạ. Mình đi bữa nay đi chỗ này, ngày mai mình đi lại chỗ này cũng không có rồi. Đúng rồi. Nói chung á thì chọc thì dẫn dẫn cho cô chú anh chị cũng mình cũng xem clip nó cũng hài hước tí nha quý vị. Nhưng mà cũng chọc anh Tuấn nha, nó có tiếng cười vui vẻ. Đúng ra nói hôm qua đi kém 400 chứ đi tuốt cái Cà Mau với dòng Vĩnh Thuận đi về hơi bị xa chứ. Gần tới Cà Mau chứ chưa tới. Mới qua khỏi hai ba cầu mà. À. Nói chung là kiếm để đồng tiền vất vả. Khu vực tỉnh này. Chắc hôm qua anh đi tới cái địa phận chỗ trên Vĩnh Thuận đập đá đó. Cái ganh mình đó đó. Có đường qua Vĩnh Thuận được. Anh Tuấn. Hôm qua cờ mình đem tiền về cái ngày đó là ngày thu nhập nhiều nhất phải không Tấn? Đúng rồi. Lúc đó đem về mà mình đưa cho vợ thôi. Tính thì không tính tiền xăng này kia, hôm qua được 520.000 đổ xăng đổ hết đổ hết. Đổ xăng hết hay anh? Đổ xăng hết 70.000. Dạ. Đem về cho vợ được 420.000.
lúc đó là cái biểu cảm của vợ như thế nào, anh có thể diễn tả một chút xíu thì tụi em biết được không anh? Nói chung bà xã về lúc có vẫn cũng cười vui à. Lúc đó là anh ơi anh Tuấn của anh tuyệt vời quá không? Về cái xong rồi chứ tắm rửa đi ăn cơm. Giờ em thấy mệt chứ hết mồ hôi chứ tắm. Lớn tuổi mà tắm liền. Mà cho em thì thầm hỏi nhẹ anh một câu ha. Tối hôm qua khi mà mình về xong mình nghỉ xong xuôi một hồi hết mồ hôi xong mình đi tắm á, thì trong khi tối đó là coi như là vợ có thưởng cho anh cái gì không ạ? Cái đó mình tự mình đòi hỏi chứ. Tự đòi hỏi luôn hả? Trời chứ không phải là vợ tự thưởng anh. Em tưởng đâu là hôm qua nàng thì thầm vào chồng rằng anh ơi làm rất mệt, tối nay em thưởng anh nhẹ nhàng vô đôi bờ môi. Mở cái úp máng lấy cho em cậy máng là đây, đây là những lời anh Tuấn chia sẻ cho quý vị, cũng mang tiếng cười đến quý vị và các bạn ha. Nói chơi sống vợ chồng sống cả đời chứ mà mình vợ tôn trọng mình phải tôn trọng vợ mình thôi. Yeah. Nói chung á đôi khi cái vấn đề đó thì mình cũng gọi là chia sẻ với cộng đồng mạng xem những ký vợ chồng thì bắt buộc phải có sự ân ái rồi. Yeah. Chứ cũng không phải là lúc mà chồng mệt thì vợ hiểu, mà lúc mà vợ mệt thì chồng hiểu. Nói chung là như vậy thì cái gia đình nó mới được hạnh phúc. Còn cái vấn đề mà nam nữ này kia các kiểu thì quý vị cũng đã biết hết rồi. Đó. Cái chuyện mà vợ chồng thì không có cái điều đó đều xảy ra là chuyện bình thường trong cuộc sống nha quý vị. Chuyện bắt buộc. Bắt buộc luôn. Bắt buộc luôn mới được. Bắt buộc luôn. Dữ vậy sao? Là chủ yếu có nhiều đó đó. Đó bữa như bởi vậy người ta yêu, trong tình yêu phải có tình dục thôi, đúng rồi. Đó là luôn luôn đi đều, luôn phải đi đôi chứ không. Mà em hỏi thầy anh Tuấn nha, từ lúc mà coi như lấy vợ xong là con người anh em thấy là phấn chấn nhiều hơn ngồi trước. Em gặp anh lại là biết gì không, là lúc bỏ rượu á. Đây bỏ rượu là người kém giác mình ăn. Thế ngon á, trước anh uống rượu là dường như một lít anh không biết say. Một mình một lít không say hả? Một lít không biết say. Vậy là cỡ bao nhiêu, cỡ 2 lít say không anh? 2 lít thì say chứ 1 lít không say. 2 lít mà nếu mà uống đêm tới sáng cũng bình thường. Mà cho em hỏi một điều nè, lý do làm sao mà anh lại tìm tới cái cơn gọi là uống rượu như vậy để mà sao vậy anh Tấn? Nói chung cũng nhiều tâm sự buồn lắm mà. Trong cuộc sống thì có những cái nỗi buồn mà mình phải nói là nè, mình không có thể mình trình bày với ai được, không nói chuyện với ai được. Ngày hôm nay thì bây giờ có ví dụ như nhiều anh em bây giờ có em, anh chia sẻ một bí mật nhẹ nhẹ anh. Sao mà nỗi buồn nào mà cho cảm thấy anh đau nhói tới mức độ mà anh phải dướng thân vô cái con đường gọi là uống rượu mà để cho tới thời điểm như thế này? Hồi trước anh tài công ghe chứ đâu phải là lụm cho chay đâu. Tài công tài của tôi mà. Anh tài công ghe ha. Vì buồn về tình cảm anh? Buồn vì gia đình, vợ con cái, vợ con. Anh đi biển ở nhà theo trai. Con lớn lên mình cho đất đai đó rồi, còn cái nhà không cũng bán mình luôn. Buồn bỏ đi chứ. Vì là cũng một người đàn ông cũng gọi là làm lụng vất vả để mà lo cho gia đình. Nhưng mà không may thì cái sự việc nó đã diễn ra một cái hướng đi khác, là bỏ con theo trai. Không được ý muốn của mình buồn. Thôi bây giờ nói chung là anh kể thì để cho cộng đồng mạng người ta hiểu một xíu về cái vấn đề là tại sao anh lại tìm tới những cái buổi, những cái cơn rượu say để mình phải dúng thân vào đó để cho cuộc đời của mình thêm anh buồn hơn. Biết sao không? Thì anh ở đó thì không quen, không quen ai á. Vì như sống bụi đời ở đó cũng nhiều lắm mà anh không tiếp xúc với ai. Đó, ở dưới quê anh đi lên là anh đi thẳng lên trên Bình Phước luôn hả? Không, anh đi tùm lum hết trơn. Bùn mê Gia Lai công tùm Pleiku rồi tùm lum. Trời, dữ nhiều nơi dữ vậy. Mà đi bộ không hả? Đi bộ. Trời ơi. Rồi khi có xe đạp thì đi xe đạp. Mấy bữa gà chưa phát hiện anh Tuấn đã đi bộ khắp tỉnh thành luôn nè. Đi gần cái đó mà nữa rồi. Nữa của chưa hết rồi. Chỉ ra Bắc là anh chưa ra thôi. Wow, chưa gì hết là vợ đi qua tìm rồi. Ta nói xa nhau một chút là ta nói nhớ nhau nhiều. Xa không được đó mà. Nói ai cho ông một quận một hà. Thấy không? Nó có nhiều không đâu. Đó, thấy không? Mới vừa xa một chút là nhớ hơi nhau rồi đó. Vậy mà nói là đưa chồng đi làm xa mà làm chim chịu nổi trời. Xong rồi. Bởi vậy không nghe Phong Thanh là nghe chú Tuấn nói là xin đi biển là đâu có chịu. Đúng rồi. Đó.
đó. À, anh Tấn hồi nãy giờ nói với em quá nhiều về chị rồi. Nói sao? Dạ nói là giờ thương chị lắm, bây giờ nói thì chỉ chọn công việc gần gần làm thôi chứ xa là đi mà làm tuần lễ 10 ngày là anh không chịu đó. Cái thằng khác là nó kinh sợ thôi. Sợ thấy ai đâu dép hết chú Tấn. Có bữa này chú Tấn. Đó, chú Tấn có chia sẻ là coi như là bây giờ đi tụi bay chở tao đi về đi đi xong chở về lẹ lẹ nha. Chở lẹ lẹ vậy Tấn. Nói rằng lẹ lẹ chứ tao lo quá sao tự nhiên giật cái con mắt phải tao nó giật con mắt trái tao nó nháy nháy không hiểu lý do ở nhà có cái đột kích đầu vô đột không nữa. Đó. Bữa là chia sẻ như vậy đó. Hồi bữa đi anh Tấn dặn cũng kỹ càng dữ lắm rồi mà. Dặn nhưng vẫn lo. Anh Tấn chưa có hiểu ý chị biết không? Thành ra anh Tấn nói gì thôi. Chứ bây giờ là anh Tấn phải tin tưởng chị chứ nói gì bên ngoài người ta nói anh không tin vợ anh làm sao mà tôi người bên ngoài ta tin. Đừng có nói hai đôi dép, phải nói một đôi dép một của chị thôi. Bởi vì á là hồi bữa hổm ông chưa tin tưởng chị, bây giờ là chị với ảnh là không có gì mà không tin tưởng hết trơn á. Sao không? Sợ hai đôi dép, tại anh bị ra hai đôi dép lần nữa thì sợ. Ta nói chợt chỗ dưa gặp chỗ dừa đó anh. Nhưng mà không phải đâu, em là người đàng hoàng, đừng có nghĩ như vợ anh gì đâu được. Bây giờ nói chung là em gặp hai đôi dép mà thì bốn cái chân nằm trên cái giường mình nó mới ghê đó chứ. Đó thì bây giờ ám ảnh nói chung trong cuộc đời có thể làm cho một người đàn ông yêu đứng, mình nói thật luôn là anh hùng không thể qua ải được mỹ nhân quý vị đó. Vấn đề đó là cái vấn đề nhưng mà đó. Giờ em đang gầu nữa nè, gầu gì? Đang sắp tới đây mà đang gọi là giảm cân dưỡng eo nữa kìa, sao chịu nổi? Phải tin tưởng nhau mới sống được. Dưỡng eo nữa là tướng bốc dữ lắm nha, phải giữ dữ lắm à. Anh tướng đi ra đường chị phải tin ảnh, anh phải tin chị mới được chứ không có gì được. Nếu dưỡng eo mà mai mốt mà gái rồi tụi em cùng tiền mua cho anh cái tủ kính phá lại rồi anh búp bê á. Dưỡng eo là coi như tướng bốc lửa, lúc đó là coi như nhiều anh dòm ngó tao nói lúc đấy anh tướng anh giữ thầm mật giữ á, nhưng mà nói vậy thôi chứ chị Hà đã hứa rồi mà anh Tấn. Mình nói vui rồi chứ đã được nhau phải mà hứa chứ nhau đó, mấy cậu quay này cũng mà ta cũng cực khổ chứ đâu phải mà nói mà muốn mà cái gì cũng được hết trơn, nói bậy bạ cái bữa nay cái mời nói cái khác đâu phải gì được thì bởi vậy đó, thấy không, bây giờ gọi như đồng vợ đồng chồng tác biển đông cũng cạn nó mới như thế mới được. Anh ấy đi rồi còn mấy cái lẻ anh cầm không phải được không đâu, cột miệng không được. Nay cái ba gỗ kia chưa đầy anh giác không ngoại hả? Anh Tấn ơi, cho em hỏi những cái lúc mà anh đi một ngày mà anh đi giật dây chai trong đầu anh, tâm trí anh nghĩ về vợ mình không anh Tấn? Thì cũng bình thường hả? Bình thường, có nghĩ không? Có nói là mình nhớ không? Mình cảm thấy giờ xa em chút xíu. Nhớ nhưng mà chủ yếu là mình đi chơi anh là người khác lắm. Đã đi làm là chú tâm vào công việc đó là làm thẳng chính công việc đó chứ không có đầu óc không khỏi vương vân. Không để vấn vương đúng không? Vấn vương nhiều quá nhưng mà mình phải làm để cho vợ mình vui đúng không? Rồi nghĩ như vậy. Anh nghĩ thì anh nghĩ chị nhưng mà cũng quan tâm chị vậy nhưng mà cái ảnh nó làm sao mà có tiền về cho vợ mình được rồi. Nói công việc là trên hàng đầu. Nhưng cái ông gì mà bạn của bà xã anh không xứng đáng để nói chuyện anh nãy anh nói đó. Người mà đàn ông đã ngoài 50 mà lời ăn tiếng nói và cử chỉ thực hành cũng ra hồn vậy. Nói chung là thôi bây giờ vậy, nói chung là chị Hà, nói chung là giờ ảnh nói vậy là em cũng biết rồi, nhưng người đàn ông thì cũng có cái sự khiên ghen á. Nói chung là đại khái là bây em... giờ là nói thiệt với mấy cậu đi ha, khùng cũng biết ghen, là đối với chị sống với chị là cũng phải ghen, nó nói thiệt luôn, bởi vì chị giỏi giang với hai nữa tướng hình ông nào cũng thèm hết trơn á mấy cậu ơi. Thành ra anh phải ghen. Đúng rồi. Anh biết ăn mới nói làm gì, anh không biết ghen đúng không? Yeah. Anh phải ghen. Nhưng mà cái ghen của ảnh nó phải bình tĩnh, nhưng mà phải tin tưởng chị. Cái câu gì không ấy chứ, cái câu mà nhìn ai cũng thèm chân là anh Tấn là chết đó. Mai mốt tôi gả bà qua Iraq. Thôi chứ sao? Đó rồi tôi thương em, tôi mà sợ người khác bắt thì em anh tối ngày anh giữ em trong nhà nói dễ nghe. Đi gả qua bển người ta hận, người ta dám đi kiếm thiệt lắm đó. Bỏ anh đó. Khỏi ghen nữa. Vậy nó tối gọi là anh Tuấn là nói lẫy chứ mà nói tối mới đó nói hiểu rồi mà nói anh mà đi cho đứa nào anh chết á, cái anh nói cho nhỏ kia là chị đó, là nhỏ kia đó rồi thôi không lực lượng không vậy chứ nhìn đâu ai biết năm mấy tuổi đâu. Đúng rồi, nhìn là tưởng đâu là coi như là một người lực lượng đi ra ngoài đổ vô gió sách đi kìa anh chở vô nữa.
giờ anh dắt đi nha quý vị. Thế vậy chứ từ đây mà dắt ra tới đó cũng hơi xa đó quý vị. Thôi. Ủa mình cắt rau muống xong hả chị? Xong rồi vô bao. Em nghĩ chắc chưa xong quá. Xong. Nhớ ảnh quá chạy. Nhớ qua nè chứ gì. Chị cột lại gọi là đủ hai nồi rồi. À, đủ hai nồi hả? Mà đây bao rồi. Em nghĩ chắc nồi rử á. Tại vì biết sao không? Chưa gì hết rồi, em mới vừa qua chưa kịp gì, chưa được 5 phút mà thấy chị qua rồi. Chắc đâu. Em nghĩ là chắc. Bây giờ chị làm nhanh lắm, xong rồi qua tiếp chồng. Qua tiếp chồng hả? Nhưng hỏi thiệt chứ lúc mà anh đi nhập vỉ chai chị ở nhà chị có nhớ Nhung không? Nhớ chứ. Nhớ mong anh về chứ. Có lo không? Lo. Lo sao chị? Sợ chế? Dọc đường á, một á là nếu mà cái xe của chị nó bị bể ở ngoài đó, rồi cái trời mưa nó ướt bu ghi á, chiều nào trời cũng mưa hổng gài, bữa nào mưa hết trơn á. Rồi cái làm hại ảnh không biết ý, mình cũng quên dặn đi mà điện ảnh đâu có được đâu, bởi vì ảnh để trong túi là ảnh không có bắt máy được. Rồi cái biết ấy là chị kêu ảnh chùi cái mu quy mở ra, cái mình để vô là đạp là đi về à. Chứ hỏi cầu coi đường xa rồi làm sao mà ảnh về. Là chị gọi đó, rồi cái đêm hôm chị nói thôi anh ơi, nếu không trời mưa thì anh chạy ghiếc vô đục nha. Còn thôi anh đậy cái chỗ cái đầu xe lại là không có gớt vô mu quy được. Rồi anh không về được, rồi sao em ở đây là có xe đây em chạy đi gặp anh mà đi cứu anh về. Cứ anh về vậy đó, là chị gầu là gầu vậy đó, gầu là cái xe nhất. Rồi hai nữa anh Tứ không biết vất vả cỡ nào, không biết ảnh đi có không hay không vậy đó, gầu vậy đó. Lỡ khi bây giờ chia sẻ mạng rần đồ đồ hết trơn rồi. Chơi cô đó cho giống cô gái đứng bên chè vậy nè. Đây nè, vô cây dừa luôn nè. Ngay cây dừa. Cô gái dắt đứng bên chè đó. Đây anh Tứ mới vừa đưa một bao đi rồi, giờ thêm bao nữa nha quý vị, còn một bao nữa. À, tướng ông đi thì quý vị thấy không? Rất là giỏi giang. Đấy, công việc nào thì anh cũng cố gắng làm để mà lo cho vợ. Quý vị thấy một người đàn ông như vậy thì quá tuyệt vời trong gia đình ha. Biết nói chung không? Là anh đó nói ảnh cho chị hết trơn nè, làm bây giờ cái này nhặt nó về rồi, bởi vì này còn hơi mưa nè, còn vài bữa nữa là tháng 9 tháng 10 đó là anh với chị lại đây là gốc ba cái tàu này đem về hết trơn nè. Rồi ba cái lá này gom một chỗ, một cái lá tốt mình đem về mình phơi mình nhúm lửa, còn cái lá xấu là để chính giữa đốt cho anh đàng hoàng sạch sẽ. Dạ. Anh biểu là cho hết luôn đó. Vậy rồi chị có dự định đốn luôn cây dừa mang về không? À, cái này dự định gì nè, bởi tại anh không biết mà rửa dừa nha cậu. Chứ mình đứng ở dưới nè có cái móc đó cậu, cái mình móc cái bông khô này xuống nè, rồi dưới mình móc mấy trái chuột ăn đó này kia cho sạch sẽ cho anh còn mừng nữa. Ở đằng đẳng kìa là con nhỏ cháu nó cho chị hôm rồi chị gốc 40-50 bó lá dừa đấy, là nó nói cho cô Sáu chừng nó nói ngay bà con. Rồi nó biểu là lên rửa dừa đi rồi cho cô Sáu luôn đó, mà cô đâu có chị đâu có lên được, bởi vì chị có nên nè, rồi chị lụm ở dưới không đó, mà nếu mà mình rửa người ta bướng mình một cây 40.000 đó. Một cây rửa dừa leo mệt lắm, cho người ta ba cái vỏ ba gì mình leo lên chở nó là mình chặt mấy cái bông mà không có trái chặt bỏ luôn. Nhưng rồi ba cái lưới rửa hết cho người ta luôn rồi đây nè, như hai cái cây này là họ mới rửa rồi nè. Chống học nè thì đó, bởi vì sạch đó còn, nhưng mà lớn tuổi là leo nguy hiểm lắm. Thì bởi vì mà nguy hiểm gì cái này là mình không có leo đâu, kiến cắn mà mình không cần mướn luôn, cũng như là mình có cái móc á mình chập cái nào xuống rồi xuống là dưới ba trái mình lấy rửa dừa. Biết leo dừa không anh Tấn? Leo dừa được không? Cái này leo bình thường mà. Đó. Nhưng mà đây đặc biệt cái dừa xa trái ghê luôn. Hồi nãy giờ giác trái bị gì? Hồi nãy giờ giác không mà đâu. Ổng là bình thường hả? Là ổng mua dừa trái sai không anh cho anh trồng đó. Dạ. Anh mới trồng mấy năm nay đó. Từ lúc mà ra dừa dứa tới giờ đó cây này là lâu rồi, còn mấy cây này là ổng trồng sau nè. Này là hết rồi phải không? Bao cuối phải không? Bao cuối cùng. Rồi giác lên lực lượng lên. Tại đây nhiều quá cái xanh chị cũng khoai không hết đâu rồi, chừng nữa quẩn anh với chị lại đi gốc ba cái tàu dừa với bông dừa nè. Quá mạnh khỏe rồi. Cái dừa này nè, chị cho em hỏi một xíu nè. Cái vấn đề của anh Tấn nãy giờ cũng chia sẻ với tụi em á, thì nói chung là anh cũng chắc có lẽ là hai vợ chồng ngồi cũng chia sẻ với nhau rồi hen. Anh cũng bị một cái vấn đề gọi là hụt hẫng, coi như buồn á, thì anh mới dẫn đến cái vấn đề là gọi là đi nhậu. Thì ngày hôm nay thì đi khi mà đến được với chị á, thì anh đổi thay hoàn toàn. Không còn như trước nữa. Không có rượu. Thấy ảnh hứa là chị thấy là cái gì không chắc ăn nghe, chứ rượu là chắc ăn rồi. Dưới cái việc mà chị thích ảnh là thích cái này, là trong khi là nhà chị nghe mà chị chưa có chỉ ảnh gì hết trơn, mà ảnh về ảnh biết dẹp hết trơn luôn. Rồi cái nào ngăn nắp cái nào cũng như thí dụ sữa tắm của chị tắm ấy, là chị để dưới, mà bây giờ ảnh làm cái giống bánh keo cao như chị đàng hoàng. Đó là những cái việc mà giặt chị giặt gì đó là mà ảnh có ý gì đó là chị thương ảnh, nó thiệt tình luôn á. Anh biết ý hết trơn luôn à. Nói chung là anh đã từng đau rồi. Đúng từng rồi. Bị một cái vố cũng khá là nặng về cái vấn đề tình cảm, về cái vấn đề vợ chồng. Thì khi mà anh đến được với chị thì cộng đồng mạng thì tất cả mọi người thì ai cũng là chúc phúc cho chị và anh.
em cũng hy vọng rằng là thì có gì đó thì vợ chồng với nhau bảo bọc nhau cũng như là chia sẻ lẫn nhau ha. Nói chung là để cho anh với chị được hạnh phúc, tụi em cũng muốn như vậy thôi. Ai làm chương trình thì cũng muốn được những cái sự việc nó hoàn hảo thôi, để cho đến một cái gọi là hạnh phúc trong cuộc đời á, thì tụi em cũng được rất là vui cái điều đó hả chị ha. Rồi sau bây giờ là chị mình về là mình sẽ tiến hành là mình nấu cháo cho heo ha. Sắt gà thay cho nhỏ gà, rồi đầu mình mới bắt cái nồi nước lên, bắt đầu mình bỏ tắm vô, bắt đầu mình sắt rau muống rồi mình đổ vô, bắt đầu mình sôi lên, bắt đầu mình sơ qua cái mình gạt lửa. Rồi ok thôi bây giờ là mình sẽ đồng hành cùng với chị Hà cùng với anh Tuấn để mà về như quý vị. Ngày hôm nay thì anh em mình xuống đây là gọi là quậy đục nước luôn quý vị, khuấy đảo vùng quê ở đây xíu nha quý vị. Cập nhật liên tục cái gì vợ chồng son mà đang có dự định rất là chấn động đó là có tính con. À, nói cho mấy cậu nghe nè, ở đây nó ngay vùng của chị hồi đó giờ chưa có quay cái này đâu, chị là đầu tiên cái clip này anh ấy chị đầu tiên đó, ở xứ mình đó, xứ quê này nè. Quá đất. Gọi là khai thiên lập địa là lần đầu tiên hả? À, cũng như ở đây chưa có ai quay ba cái chuyện nào này chưa có mình nên vợ chồng chị đó. Quá là hiểu. Nói chung là đâu có đơn giản đâu, chị làm ở vùng quê mà cái như nghe nói heo nuôi pha rồi nuôi tôm cua nữa. Không, tôm cua chị nuôi bao lớn lắm mà, còn chị biết nấu vụ chứ chưa bao giờ mà khét được nồi nào. Chị nấu 11 năm đó. Rồi chị biết mai á nè, rồi cái việc buôn bán rồi cái việc chuyển biết tiền bà chị muốn dốt gì chưa hết. Đó, anh Tuấn nó ghen lên đầy xe, sẽ chuẩn bị ghen đầy xe nó đây. Quay quay nó bút quay qua quay lại thấy chị đó. Không biết đầy bao chưa nữa, nhớ quá chạy qua đó mà. Đây chưa? Đây. Có một chút à. Không chị mặn nhanh mà mấy cậu chưa hiểu chị được đâu. Không phải hiểu mà lại nhớ. Nhớ thì nói nhớ thì đặt mắc cỡ hoài. Nhớ mình phải thú nhận là nói chung là giờ chồng đi bên đó là chị nhớ quá rồi. Giờ chị qua là mà mở mà thành miếng bao cho ảnh dễ bỏ dừa vô mà. Cái đó là cái cớ như vậy. Không, vợ chồng đã cột kỹ đó. Không xe một anh cãi em là hai xe em đang thấy là biết rồi. Nhưng mà phải đi hai xe nè. Không một xe một người bao lâu rồi. Bít chứ luôn hả, rồi nó dập sao? Về cũng sách ra mà. Một chút anh chở lên anh để lên bao rồi đi với bao này đi, một chút anh chở đi chứ nhiều quá. Đúng rồi. Được không? Được không? Nặng đó nhiều lắm à. Nó hiu quá. Cao kệ nó. Ừ. Này cậu ghê chưa tính chưa? Mấy cậu chỗ thầy ghê chưa? Đã nói rồi mà nếu mà đi chở về trai chắc cũng chắc cỡ này nè. Ý ông chắc gì đó, mấy cậu nhiều lắm mấy bán được 400-500 ngàn chứ ngàn qua 400 mấy đó làm sao mà ít sao mà được vậy? Để nói là người ta nói câu là yêu em là phải ra lăng cho em đó. Thì nói ngay đi, chị nói nè, nói nếu mà anh thương em á, anh đừng hung hít gì trơn á đúng không? Mà anh đừng vút trơn á. Anh thương em là anh cái gì anh lo đi cho em đi, lo từ chút rồi cơm cháo hay là hoặc gì cái gì đi anh lo đi, là em thương anh chứ là anh thương em đó chứ khỏi cần hung hít gì trơn. Mà bây giờ anh không chịu, đã nói rồi. Cái vấn đề quan trọng nhất đó là mà. Người ta làm vì tất cả là vì cái vấn đề hôn hung thôi mà chị không chịu cho nữa thì thôi chứ. Cho nhưng mà cái gì nó cũng như là anh làm vậy mình lớn tuổi rồi. Thôi. Rồi chắc. Em hiểu cái ý chị đang muốn á, là chị nói thôi để từ từ để em tự ôm hôn anh à, chứ để anh hôn em thì nó hơi lâu hay sao nó rõ chứ. Ôi, được rồi. Không nghe được không? Ôi, nghe thấy dữ lắm rồi đó. Có chừng cái xe nó bắt đầu nghe chứ không nghe thấy sao nặng lắm á. Chị Hà đứng đằng sau đẩy lên tiếp chị Hà ơi, dữ lắm cái xe rồi. Trời ơi. Từ từ thôi nha. Rồi đây đi. Từ từ thôi.
dừa và rau muống. Rồi chị thì giờ chị ơi từ từ khép cửa chứ, chị khép một cánh còn cánh nữa là chừa để cho tụi em lấy xe chứ cũng nhốt luôn chiếc xe tụi em trong đó luôn rồi. Đó em khép cửa liền rồi, em đây có phải vô lấy xe nha quý vị. Rồi bây giờ sao, bây giờ mệt không? Mệt không chị hả? Cũng khỏe chứ không mệt gì đâu. Tại vì chị đổ mồ hôi gì đó. Nhưng giờ coi như có người chồng rồi, ở trong nhà là cũng mừng đó ha. Đó phải vậy chứ. Giờ nghe nè, mình thương ảnh thì ảnh mới thương mình nè. Thí dụ như ảnh không có uống trà cho ảnh mặn về đem mình lần tới chiều về 400-500 ngàn, chẳng lẽ mình có gì mà để kiếm chuyện với ảnh? Đúng rồi. Cái bữa anh về tối ha, nó trời trời tội nghiệp anh quá, tới giờ mình về trời cầu cũ là hung ổng cá thánh thằng ổng mừng nha, ổng vui mừng cái sợ luôn, hung cái sướng luôn không. Ừ, ở chặng vàng chị gầu lo nó không biết sao mà tới giấc này anh chưa về. Rồi cái đầu nó trời anh về hả anh, được nhiêu anh cái phè tiền đưa cho vợ liền, trời ơi trời, đức phụ tội nghiệp lắm. Rồi đó, vậy thôi bây giờ về đi thằng em. Rồi bây giờ mình về đẳng ha, về đẳng ha thằng em.